chào bà con nhà bạn, cảm ơn bà con nhà bạn đã vào xem video của tôi. Hôm nay thì mình cùng nhau mình coi những cái chiếc tàu kéo xà lan chạy ở trên đoạn kênh này nữa các bạn. Và những hình ảnh trước mắt các bạn nè, các bạn có thể đón xem là đoạn kênh này là thuộc đoạn kênh của tỉnh nào không các bạn. Đây, phía trước mình là có một chiếc tàu ủi đang ủi cái xà lan cát nè các bạn. Và tiếp theo có một chiếc xà lan tự hành đang đi qua đây các bạn. Chiếc này cũng lớn các bạn ơi, chở cát nè. Ồ, chạy cũng được khá là sầm các bạn. Xà lan ở miền Tây mình đây các bạn, quá dài luôn, thấm thấm luôn, nãy giờ qua chưa hết luôn mà. Đây tới cabin sau rồi đây. Đây có ở dưới có một anh đang đứng rồi. Cái nhà tre được lọc lá cho nó mát nữa mà, cho nó đỡ nóng nữa mà. Đây phía xa đằng kia là rất là nhiều ghe tàu luôn nha bạn. Đó còn dài lắm, cái kênh thông thẳng thớm luôn các bạn. Khúc sông này rất là, cái khúc kênh này rất là thẳng luôn. Hiện giờ là đang đi xuôi ra nè các bạn, xà lan với tàu kéo tự hành rồi ghe. Đó thì cái anh xà lan này tính định qua, có định qua một xà lan đầu này không biết qua đây mà qua này nó qua quá, qua mặt quá. Đây các bạn, hướng đối với hướng ngược lại nha các bạn, hướng ngược lại. Còn chiếc tàu sắt nổi rồi bạn, không có hàng cho nên nổi cao chạy nhanh rồi bạn. Ứng xa kia là những chiếc xà lan ủi à. Và chiếc này chạy khá nhanh luôn mọi người, khá nhanh luôn, không biết chạy máy gì đây. Cái này thì nhỏ thôi mà. Những cái kia ta ủi khẩm cho nên đi rất là chậm luôn ạ. Chạy qua rồi đây. Chạy qua cho xà lan luôn. Không như xà lan đâu mà. Qua mặt chiếc tàu kéo rồi nè. Qua chiếc xà lan ủi rồi. Rất là nhiều ghe luôn các bạn ơi, không như khúc kênh này ghe nó chạy tàu ghe rất là nhiều các bạn, khá đóng luôn, quá chừng chiếc luôn, quá chừng chiếc. Và anh đó giờ anh chạy qua được cái chiếc xà lan ủi rồi nha. Con chiếc tàu ủi qua nữa các bạn, tàu ủi xà lan ủi cát nè, có một chiếc máy ủi đang ủi qua bên phía sau bạn. Thường thường chiếc này thì mình thấy khẩm tải như vậy là mấy anh ủi các bạn, còn xà lan con không thì anh sẽ kéo nha các bạn. Đi qua từ này thì anh đi theo nước thôi bạn, đi theo nước là chứ không có đi ngược nữa, thì rất là hao dầu.
Đó có một anh đang anh xịt nước cho nó không có bay cát gì đây. Có anh đang xịt nước mà. Tiền Giang, bản số Tiền Giang các bạn ơi. Ở phía sau có trồng rau nè ha. Đó, cái tàu kéo đây, tàu kéo khá là đẹp luôn mà. Đó. Này đi ra cũng khá nhỏ luôn mà không có thấy chuyện dịch tống nước luôn. Đó, ở phía sau là trồng rau nữa mà. Trồng rau xanh nè ha. Đây, tiếp tục là những chiếc xà lan tự hành đấy các bạn. Phía sau có chiếc quá lớn luôn nè. Chiếc này là chiếc này là có tải nữa bạn. Này không biết chở gì đây. Không biết chở gì đi mà có cái mái che nữa các bạn. Hiện tại giờ anh đang chạy ngựa nước nè. Có cái mái che đó các bạn. Chiếc sau thì không có tải nữa mà, không có hàng à. Cho nên rất là nổi cao luôn. Rồi sao cũng vậy. Đây cái này đang chui qua cầu đây. Chiếc này thì giờ anh đang chạy ngược đâu mà. Ồ, cái neo dính nó nguyên cái một cục rác luôn các bạn ơi. Khá là lớn luôn. Mà anh đang chua qua cầu đây. Cái này có cái nóc này nữa mà. Trồng rau đó. Chứ nào đa số chứ nào cũng có tôi thấy cũng có trồng rau ở trên cabin nữa mà. Tiếp theo là chiếc này là không có hàng nữa bạn. Nổi rất là cao nè. Chiếc này cũng khá là đẹp. À, mặt tròn. Chiếc này mới mà. Chiếc này cũng khá mới nè. Wow, anh đang lên ga hay gì đây? Đang lên ga đây các bạn. Quá lớn luôn các bạn ơi. Có cái mũi nhọn quá ha. Cái này mới quá bạn. Này chắc mới đóng các bạn. Rất là mới luôn, còn rất là mới luôn. Nước sơn rồi còn sơn mới luôn. Mới đóng gọi là mới được sơn sửa lại, tu bổ lại các bạn. Mình đoán là thôi không biết có đúng không. Chạy cũng khá là hay luôn. Nước quá dữ luôn rồi. Đây còn rất là nhiều hướng kia các bạn.
Rồi video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã vào xem hết video của tôi. Hẹn gặp lại vào những video còn tới. Bye bye.